Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại đủ một game mới. Game này thực ra cũng có mới lắm, nó chỉ ra mắt phiên bản 1.0 mới đây thôi. Cũng khoảng là vài tiếng trước, này thì tôi cũng thử qua cái phiên bản 1.0 này coi con game nó có khác biệt gì không. Game này thì cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa có chơi, này thì cũng thử qua lần đầu. Một con game thể loại auto battle, chúng ta nhập vai vào một cái người quản lý cái hội đấu sĩ của mình, sau đó là tìm cách sinh tồn trong một thế giới fantasy tăm tối đầy mà ma mị như thế này thôi. Chủ đề quái vật, heo về tộc tiên có rất nhiều thuộc tính quái thú như thế này. Chúng ta chủ yếu là xây dựng một cái hội, nâng cấp cái hội đó lên, tuyển những cái đấu sĩ về thi đấu cho chính mình, đi làm những cái nhiệm vụ. Nói chung là sinh tồn trong một cái thế giới hắc ám, nói chung đơn giản là thế. Thôi, bây giờ chúng ta vô game thử thôi. Đây. Cái này con game lúc phiên bản cũ á, thì nó sẽ có tiếng Việt để hỗ trợ anh em chơi, còn sang mắt cái phiên bản 1.0 này thì tôi chưa thấy họ có cái đó, có phần language nè, mất tiêu cái phần tiếng Việt ở đây rồi, nên chúng ta chơi tạm tiếng Anh đi. Nhạc thì nó cũng hơi lào màu một tí nên chắc để nhỏ nhỏ lại. VFX cũng vậy luôn, Void Battle Fest. Cái này cái tốc độ trận chiến thì chắc để cao cao đi, Timeline Fest thì chắc cũng cao luôn. Rồi. Chơi thì tôi cũng chưa biết con game này nó ra làm sao, chỉ mới xem đại ca 5S chơi thử như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta là vô thử lại, hồi nãy vô option chơi là thử mức khó nha. Cái này là cái mà tính khởi đầu của chúng ta là ngẫu nhiên. Bật cái tutorial lên chứ không thôi là mù luôn. Còn cái này là trừng phạt, cái chết chết là mất luôn đó. Chơi thử mức khó nha, không phải chơi trung bình dễ hết. Hồi bữa coi video đại ca 5S chơi thì cũng biết một chút rồi. Không. Không, mình là chủ hội mới sẽ đến đây nhận được mà quản lý cái hội này ở cái khu vực gọi là Đế Quốc, cái khu gần tử thần. Đó chính là tôi thôi. Rồi, bây giờ đã có sẵn một cái công trình trước đây rồi, mình sẽ đi dạo dạo xung quanh cho biết cái công trình nó như thế nào. Còn thanh niên này tên là Salen, sẽ là một cái trợ lý dành cho mình quản lý công hội. Rồi, mỗi đầu tháng thì đây, ngày 1 đây, mỗi đầu tháng thì chắc là hết ngày 30, 31 đó, đến đầu tháng thì sẽ có một cái trận đấu đấu sĩ diễn ra. Mình có thể dựa vào đó để thi đấu. Rồi, ok. Rồi, đây, vô cái chủ đề chính của đây là cái guild của mình, là cái hội của mình đó. Mình có thể quản lý có nhiều thứ ở đây luôn, chủ yếu là các công trình mua mới, các kỹ năng để nâng cấp gì. Đây là cái khu đấu trường hồi nãy nó giới thiệu cho mình nè. Đây là những cái sự kiện diễn ra, còn trên này là cái timeline. Rồi, đây là cái gai, nơi là mình có thể là mua bán nâng cấp là cái gì đó, tôi cũng chả biết luôn. Cái gì level 7 luôn nè. Ô, nó mở cho mình sẵn 7 lót luôn là sao ta? 1-1. Cái này là lót đấu sĩ à, nó là cái dưới này đây, mình có 4 lót. Còn cái này đó là khi mà đấu sĩ của mình chết thì mất bao lâu thời gian để hồi phục, nâng lên giấc hồi phục nhanh hơn. Ở đây mình có 4 cái nhà. Manager, Assassin, Bookie, rồi Dumber gì dưới thế này. Không được, không được. Không được, chơi kiểu này không được. Nó lạ quá à. Đây chơi mức khó, không có bật chế độ random nữa, chúng ta đi mặc định như ba cái nhân vật này ban đầu. Rồi, làm lại nha. Thanh niên Glen sẽ giới thiệu cho mình. Tiếp đi, tiếp đi. Rồi, chúng ta có 5 cái mục chính, 1, 2. Khu vực này là cái 1, là cái guild của chúng ta nâng cấp rất nhiều thứ luôn. Đây là mặc định nè. Kỵ sĩ, Tanker, Berserker là cuồng chiến sĩ, còn cái này là hiệp sĩ, còn này là cung thủ. Đây là ba cái nhà mặc định ban đầu đúng luôn nè. Còn bên này là cái chợ đấu sĩ, nơi là mình có thể vào đây để mua thêm những cái quân lính của mình. Còn đây là cái chợ nên mình có thể mua những cái trang bị cần thiết. Như bây giờ tôi mua thì cái cung này nó sẽ tăng hai cái điểm mà ai ghi là hai cái điểm tốc độ đó. Còn cái này là cái áo thì tí nữa cần thì sẽ mua thêm, mua thử móng thôi. Còn bên này là cái đấu trường tử thần. Rồi bây giờ chúng ta đi chợ đấu sĩ để mua những cái đấu sĩ đầu tiên cho cái hội chúng ta. Cung thủ chắc ăn là cần thiết rồi. Cung thủ này 100 nó sẽ có cái nội tại là mỗi cái đồng minh đứng ở gần mình á, trong cái phạm vi 2 ô thì sẽ tăng 7.5% tốc độ, không ngon cho lắm. Bên này là sao? Bên này nếu như không có ai đó, đó con rùa cô độc đó, không có đồng minh nào ở gần á, thì nó sẽ tăng 30% agi. Chắc tôi mua em này, sau đó mình lắp cái cung vô cho nó đó, nó đều ghi cung vô nào cộng 2 agi, là agi của mình là 14 cộng 2 lên 16. Chỉ số chính của nhân vật này là agi, tôi biết vậy thôi. Giao diện này nó lạ quá. Tiếp theo chúng ta gần một tăng cơ nữa. Tăng cơ này có nội tại là gì? Chỉ số skill mình bị giảm đi 20%, nhưng mà sau mỗi trận chiến thì nó sẽ tăng lên lại 5%. Tính ra là quầy vốn chứ không có lời luôn nha. Anh em trừ 20 sau đó tăng lại 25 là quầy vốn đó. Ví dụ anh em có là 100 đồng tiền đi, anh em giảm giá 20% là còn 80 đồng tiền. Sau đó 80 đồng tiền đó anh em phải tăng giá 25% lại thì nó mới lên lại 100 đồng tiền. Nên tính ra trừ 20 cộng 25 là hòa nhau. Rất là lừa đảo luôn nha. Đây là kinh nghiệm nhận thêm 12% được, sẽ mua nhân vật này luôn. 120, 180 mua luôn. Chúng ta còn 220 tiền thì chắc là một con cuồng chiến rồi nữa. Hai con này nó chỉ khác nhau level thôi.
Không không không, nhân vật đó là không, không thể bị tiêu đốt, cũng không ngon cho mấy. Cái này trong một lót đó thì tôi không biết cái lót này sau này mình có thể làm được cái gì nữa không, nên chắc mua luôn con này. Rồi chúng ta đã có ba nhân vật, ba nhân vật này thì có thể đi được cái đấu trường đầu tiên đó, đấu trường rất là nhỏ, đơn giản rồi luôn, một vài đấu với một, ba đấu ba đi. Ba đấu ba thì đương nhiên đặt cung thủ ở phía sau, sau đó mình có thể bấm vào đây nè cho chọn cái con cung thủ của mình. Nó sẽ ưu tiên tấn công những cái thằng mà tầm xa đánh ở ngoài sau trước, sau đó nó sẽ đánh những cái con mà support thứ hai, rồi sau đó nó mới đánh những cái con mà chiến sĩ này. Thì tương tự cái con này cũng vậy luôn, tôi sẽ cho nó đánh những con tầm gần trước đó, rồi sau đó là đánh những con tầm xa mới đánh những con support. Rồi ưu tiên đánh những con tầm gần trước đi, con tầm xa thì hên xui, con cứ để mặc định nó như thế này được rồi. Tiếp theo là con tăng cơ này, tăng cơ này thì nó có cái chiêu đạp. Hồi bữa tôi coi đại ca 5S là đại ca 5S lấy con này đặt tên nhân vật coi nè, thì con này tôi sẽ ưu tiên đánh những con tầm gần như thế này. Rồi bây giờ bỏ vô chết này, chúng ta bắt đầu bay đó. Cung của tôi nó sẽ ưu tiên bắn con cung này trước, diệt cái con DPS này phía sau. Ba con level 2 thì sao mà thua con level 1 được. Phần thưởng đầu tiên của chúng ta có thể là gỗ đá gì đó, một cái hình máu tăng 3 chỉ số Sage. Cái này là vật phẩm tiêu thụ nha, nó là consumable đó. Mấy cái này thì mới tôi cũng chả biết gì cả. Bây giờ tiếp thôi, tua thôi. Rồi cái này là nhân vật của mình chết và phục hồi nó sẽ như thế nào thì cứ chờ là được. Bây giờ đấu sĩ mới cập nhật cho chúng ta thì bốn nhân vật, mình sẽ tăng thêm 25% chỉ số sức mạnh luôn, nhưng mỗi 100 vàng mình có thì nó sẽ giảm đi một, tức là tôi có 2.500 tiền á thì coi như nó lỗ đi. Sau 2 tháng ở trong cái công hội của mình thì cái nhân vật này nó sẽ tăng 25% chỉ số cho em. Cái chỉ số này khá là ngon đó, nhưng mà mình không có thừa tiền. Đi, shop mình có thể đổi đường lần nào, miễn phí nè. Khi sử dụng vật phẩm tiêu thụ thì tăng 20% giá trị đó, level 3 luôn. Không, nhìn dạng kìa, không gì ngon cả. Chợ, chợ thì bây giờ mình có thể mua được cái áo và đôi giày. Mua cái áo này đi, mình phải trả tiền cho mấy đấu sĩ của mình đó nha, nên hết tiền là dễ bị tông lắm. Máu nhân vật này là 900, nhân vật này cũng 900 luôn, con này mặc cái áo còn 160 vô mới bằng cái nhân vật kia. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Bây giờ thì chắc kèo 3 đến 1. Rồi ok, quất rất đơn giản thôi, 3 đến 1 săn thua được. Lại một phẩm tiêu thụ, lại ba cái đá gỗ gì nữa, tiếp tục thua nhanh thời gian. Nick Manger là chơi bài ở quán rượu nên sau đó thua anh ấy mâu thuẫn với nông dân rất là nhiều luôn, chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đã niệm một cái câu thần chú khiến tất cả những người nông dân xung quanh là bị câm họng luôn. Trời ơi, đến bài thua xong này quậy á, trông có vẻ khá độc đó, mình sẽ đi bêm mà mấy thằng nông dân nó thử. Bây giờ có đồ mới tăng 4 sợi trên, ngon nha, 100 tiền, quất luôn. Đồ này thì nó khá là ngon cho tất cả nhân vật của mình quá, nên tôi sẽ làm hai cái. Tôi đi vô con cung, con cung của mình chỉ số của nó là nó tăng theo Agi nha, đây nè. Nhưng mà Agi là chính. Đây, nhưng mà chính xác thì nó tăng theo cái chỉ số Agi, chỉ số tốc độ, còn sức mạnh của nó thì nó tăng vô cái kỹ năng bắn cung của mình. Nên cũng cần cầm cái này, nó không có lỗ đâu. Rồi bây giờ kèo 22 đi. Một cung một tăng là chơi được nó. Bắn hụt cung 3. Đỏ anh em thấy cung tôi nó xả chưa? Đợt lính mới đã về 108. Này level 2 có chiêu 12% kinh nghiệm nhanh hơn. Nói y chang con nhân vật cũ của mình à. Dùng vui thôi này. Vui thì mình nâng nó lên sao đó. À, giết một quân địch sẽ hồi 25% máu, ngon nha.
không nào ngon cả. Né hoặc đỡ đòn sẽ tăng thêm được 10% sợi tiên. Mấy con đời đầu chắc chọn cái này khá là ngon. Sau 2 tháng lên được 4 tháng, lên được 6 tháng luôn. Upgrade này thì cần một tinh thể. Cần phải nâng cái ghế mà công hội của mình lên thì mới nâng được cái này. Tinh thể là cái đá này. Rồi ok. Bé này sao? Cái chiêu này cũng khá là ngon, không để bị đột tử. Rồi được rồi, được rồi. Cái công hội thì nâng nó lên cho là nâng khung này lên hả? 60 gỗ, mình hết gỗ rồi, mình hết đá luôn rồi. Cái khung mình lên 2 thì cái chiêu này nó lên 2 được không? Không. Vậy sao nâng được cái vui lên 2 đó? Đây đây đây, cái này gần lên 2. Rồi, chúng ta tiếp tục. We need your help, my lord. The church of the dead is... Nhà thờ của người chết rồi đã bắt đầu biến họ thành mang cà gồng. Họ có địch ý cái đó rồi sớm luôn. Mấy này là mấy thằng mang cà gồng đó hả? Quất nó. Nhà thờ mà bị biến thành mang cà gồng, con này con chịu hồi nha. Con này nhìn nó kinh kinh sao dữ ta. Để con cung dưới này để nó bắn chịu hồi trước, để con tăng dưới này. Để con này chưa chết rồi, có 2 à, bắn hụt cung dưới không nổi. Rồi chúng rồi. Thằng này đam cũng khá là cao nè. Cảm ơn chú tể, nơi này đã bình yên nhớ là rồi. Bây giờ mình phải chọn phần thưởng. Gỗ đi, lấy gỗ đi. Đồ mới về, đồ mới về. Ai ghi, đôi giày thì không ngon cho lấy. Nói chung là không có gì ngon cả. Một cái áo cho thanh niên này đeo vô, tăng thêm một tí máu nữa. Một đấu con ngọt này thì để con cung đấu. Nó chạy lại gần thì nó nằm bãi rồi. Đó, con ngọt này nó không có hàng phòng thủ. Phòng thủ là con này nó có cái phòng thủ này, nó có cái khiên nè. Như con này đó là nó có cái khiên, cái nội tại bên đây nó gọi là cái siêu lốc á. Nó là cái điểm nội tại nè. Là nó có khả năng là gần 1 giây á, ít hơn 1 giây nó sẽ đỡ được 130g, rất là nguy hiểm luôn. Để nó tăng rất là ngon. Rồi, cái đội quân sát sống đã trở về tiếp tục rồi. Tiếp tục thêm nó thôi. Bắn hụt không? Cùng mình lên 3 nè. Cháu lên 3 rồi. Many thanks. May the dead sleep peacefully. Tăng cho nó một máu. Còn lại tăng hết cho Agi luôn. Con này chỉ số 9 nữa là Agi nha. Đây nè. Bên này cũng Agi luôn. Mình nên lấy tinh thể đi. Rồi, lấy tới tinh thể. Thằng này tăng level 3 luôn. Của mình thì 500F nữa nó lên 3 rồi, nên cũng không ngon cho mấy. Giờ mình tập trung mình nâng cái kỹ năng này lên nè. Thiếu đá 120 gỗ, không đủ luôn. Thiếu đá à. Mình có 3 cái nhà tê giác. Nhà một cái này là dạng như là đấu sĩ tăng cơ support nữa đây nè. Cái này là quả pháp sư cũng chưa cần. Con này không ngon. Tiếp thôi. Giảm giá 30%. Rồi. Bà đấu bà tiếp. Đó, cùng mình phải bắn gì đó 1000 dam luôn. Ngon. Khá là nhiều gỗ.
Rồi, chúng ta đã vào cái đấu trường, trận đấu trường đầu tiên luôn. Bước thử coi. Hai đấu hai. Cùng với khiên lấy con này đi. Quá đơn giản. Cái này tôi đang chơi mức khó nữa nha. Lên cấp. Này dắt vô máu với mà chờ cho anh. 3 điểm máu, 2 điểm cho em đi. Cứ tăng kiểu này từ từ lên rồi tính. Ọt nó 2, cung nó 1. Cung mình bắn cung nó chết rồi xong rồi. Con ọt mình nó mạnh dữ thiệt chứ. Nó chặt người ta như chặt gỗi luôn á. Chọn cái bên này á, phần thưởng nó sẽ xịn sò hơn nha. Cái này chọn bên trái á, thì nó lại rất là đơn giản. Nên mình chọn bên phải đi. Bên phải là cái khó nhất. Mấy này nó chỉ tăng thôi, nó không có đâm. Bắn ngọt trước, đúng rồi, bắn ngọt trước. Hai con cung thì mình lấy con khiên ra đi. Cung mình tăng nãy giờ cũng rất nhiều máu rồi nên không sợ nó đột tử đâu. Đây, xong 5 trận. Nhận được đống đồ gì nè. Tấn công lên cái mục tiêu bị thiêu đốt á, sẽ tăng thêm 70%. Hai điểm máu, 3 điểm agi. Tí nữa tăng stamina cho nó. Bây giờ mình đấu xong cái trận đấu trường đầu tiên thì mình có thể mở phá thêm được một số cái nhân vật nữa. Em mục sư này hồi máu rất ngon, cái này pháp sư. Cả ba cái này đều đáng giá hết nhưng mà mình không có đá. Thôi, chừng nào có đá đi rồi tính. Mình sẽ nhận được thêm 50% điểm trí tuệ nhưng mà sẽ mất 10% máu mỗi 3 giây. Tức là trong trận đấu mà 30 giây là mình hẹo luôn. Nhưng mà cũng khá là ngon đó nha. Mấy cái này bán hết đi. Cái này cũng khá là ổn, dành cho mấy con chuyên pháp sư. Nhưng mà pháp sư ban đầu á, mình ít quân á, thì con cung nó rất là mạnh. Về sau mình đánh khoảng 10 con á. Tôi đoán thôi, không biết có 10 không nữa. Có khi sau này mình vẫn đánh 2-3 thì mình chịu. Mấy này nó vẫn chống đối hả, quất nó luôn. Ôi vãi, nó 4 con level 3. Chết rồi, cái trận này yêu cầu phải có 4 đơn vị lính lận mà mình mới chỉ có 3 thôi. Rồi đánh đại đi biết sao vậy. Cung của mình nó xỉa hết. Đúng rồi đó. Mày gì hả con. Bắn hụt cung vậy cha. Thằng này nó đỡ được là 300 đam xong rồi nó lóc luôn. Cái chỉ số này là lacking mana, là cái nhân vật của mình nó không đủ mana xài á, thì nó mới bị chỉ số này. Rồi được. Máu 1.700 à? Này máu 1.300. Máu 2.000 luôn, 2k máu rồi, ngon rồi. Bây giờ mình không có đá, ông đá đâu. Thôi lấy gỗ đi, gỗ 60. Rồi. Mình có muốn tham gia với liên minh cái những người dân trong cái Deadwood này không? Hỏi cần một cái đồng minh. Rồi ok, muốn thì... Cái công hội của mình nhận được một cái lá thư đe dọa, nó được cắm vào từ một con dao. Cắm vào một con dao từ ngay cái cánh cửa mình luôn. Giống trong mấy cái phim mà kiếm hiệp Trung Quốc hồi xưa đó. Anh em mà bắn cái mũi tên vô cái cửa rồi á, con này nó cắm dao luôn. Trời ơi, cái thằng chủ công hội mày đã phá vỡ kế hoạch của tao. Tao sẽ lên kế hoạch trả thù. Mình chắc bây giờ phải mua thêm thằng lính nữa mới được. Nhưng mà vẫn cần đá hả ta. Thôi, thằng này tăng ngon hơn cái thằng kỵ sĩ này nhiều. Nên tôi rất muốn mua thằng này nè.
30 đá 270 tiền cũng được, mua lại đi. Ngoài ra với bui em mục sư này nữa, 25 đá, từ từ gói tiền đi rồi đó, mình nghèo lắm. Có một thằng chơi trống ở đây cũng được, quất ở đại đi. Mục sư mà con rùa này thì khó đó nha. Tôi không biết phạm vi hai ô trong con game này nó bao nhiêu nữa. Ơi cái áo này bờ 5 và tăng điểm trí tuệ không? Khi người được rồi. 2 3 3 món này với món này và toàn bộ đồ chỗ pháp sư hết luôn. Nhà nó giảm 40% tất cả các loại đam luôn nè, rất là khủng khiếp luôn, nên con này nó tăng ngon hơn con này rất là nhiều. Tôi sẽ ưu tiên nuôi cái thanh niên đánh trống này, tôi chả cần biết bộ kêu là làm sao đâu, chủ yếu nó tăng, nó đứng về trước rồi được rồi. Một đấu một đi. Đó, thằng này có cái chiêu đập ngã nó, lúc nó bị ngã nó sẽ không dùng được cái kiêu đó. Ngon. Thiếu mana, tình trạng thiếu mana rất là trầm trọng luôn nè. Được tí đá nè. Có đá nữa thì mình mua thêm 5 cục đá nữa đi. 45 tiền chứ nhiêu. Rồi bắt đầu mình xây thêm cái hội này luôn. Đó, xây thêm cái công hội này. Mua em này luôn. Hết lót rồi, chết rồi. Bán này đi. Mua em mục sư vô. Mình còn 400 tiền lận. Bắt đầu từ xài thoải mái. Ủa? Quất luôn. Lên đồ cho em nó. Con này nội tạng nó gồm những gì đó? Một phần trăm trên cho mỗi mana mình mang, tối đa là mình có 20, tối đa là 20. Cái này cũng khá là ngon nha. Bé này thì sao? Tăng điểm trí tuệ rất là cao luôn. Cái này thì ngon nhất. Tối đa lên được. Ủa? À, 80 mana thì mình lên được 40%. Vậy cái này ngon hơn chứ. Cái này chỉ cần 6 tháng trong hội thôi, tức là nuôi nó từ bé như thế này là nó ngon à. Đứa đấu sĩ mới về nè, nhưng mà mình không có nhu cầu nữa nên nét đi. Một vài gia đình nông dân từ chối nộp thuế. Thôi à, thế là thu bao nhiêu? 2/3, tức là 60%, nó hơi bị nhiều đó nghe. Thôi mình cũng thịt mới luôn mấy thanh niên nông dân rồi đi. Đóng thế à? Đứng trên này để nó bắn cái vàng ăn ngoài sao. Em này mục sư hồi máu. Thằng này phá thằng phiên. Thằng này tăng cơ. Đó đúng rồi đó, bắn mấy con ngủ ngoài sao này à. Anh em thấy này nó tăng ngon chưa? Được hơn em KP boost nữa thì thôi rồi, nó rất là cứng luôn. Nó boost 2000 máu, nó đỡ thêm 1000 máu nữa. DPS em cung thì quá máu chiến rồi, bắn liên tục luôn. Có điều tình trạng hết mana bị hơi bị nhiều nghe không? Trái tim tôi rất là đau đớn, nhưng mà nó cần phải được thực hiện cái việc này. Giả tạo.
cái kiếm bậc 3 tăng 6 trên 140 tiền. 160 máu. Cũng được nha, hai món này đều được hết, nhưng mà mình không có tiền. Một đống đánh với một thằng. Level 9. Thằng này nó đâu có đam đâu, mình cho em một KPA boost vô thằng này là nó bất tử luôn rồi. Mình cung tha hồ mà bắn, đó lên chiến thuật rất là bài bản không. Nó đánh đâu có thấm nổi. Thằng này nó chỉ trâu thôi chứ nó không có đam. Cung lên 5 này nè. Một điểm này, 3 điểm Magi. Đi chợ shopping thôi. Lấy cái này để cho con cung nó sống lâu một tí. Lấy cái này cho nó lên đam. Ôi ôi ôi. Cái nào giờ ta? Cái này đi. Lên được 4 điểm Magi với 160 máu. Máu nó 1.400 rồi, châu gần bằng này luôn này. Đứa đấu sĩ mới đã về. À quên, mình tập trung nâng cái nhà này lên đó chứ. 25 đá. Rồi bây giờ đi kiếm đá thôi. Chiêu hồn sư đã phát hiện ra một cái mà cái trang trại, cái nghĩa trang thời chiến tới bây giờ. Nhưng rất tiếc là nông dân không cho mình đi triệu hồi những cái xác đó lên. Level 6. Cười chết rồi á, anh em mà muốn đào xác những cái xác lên để cho hàng triệu hồi sư á, thì thời bình bây giờ thì tất nhiên là tôi phản đối rồi. Còn bây giờ là thời chiến tranh lộn lạc như thế này, nên mình bắt buộc phải làm cái việc ác thôi, đúng vai ác thôi. Nên nhìn con cung nó bắn này à. Trời ơi, đây là cái nghĩa trang dành cho những cái con thú cưng thôi gì vậy. Chịu hồi thú cưng lên để bán hả? Thôi dẹp đi ông ơi, ông bán thú cưng ngay. Mình đang cần đá với là tiền luôn. Đá với tiền đi. Rồi chọn một mà. Cái này thì chỉ cần hai cái chỉ số này thôi, thì thoảng thêm một tí điểm trí tuệ. Còn lại chủ yếu phải tăng máu nha, em này yếu dữ lắm. KPA mà. Đi chợ, đi chợ. Không mua được cái nào cả, nghèo quá anh em ơi. Ba đấu ba. Trận chiến mù lòa. Bốn đấu bốn. Đấu mù đi. Hay hết là chết. Xong còn ông nội tanker này thì đánh ai nữa. Thanh niên này đương nhiên là phui máu, khỏi cần phải nghĩ. Có tí tiền rồi anh em ơi, có tí tiền rồi. 234 tiền, đi chợ nào. Mua luôn cái này, cho con này nó đeo vô. Scan nó 34, con này AG 42. Nói chung cũng khá là mạnh. Cái áo này thì mình đã mua cho pháp sư rồi nên không cần nữa. À, đó. Bây giờ mình nâng cái con này lên, nâng cái nội tại con bé này lên. Ủa, nâng lên bậc 2 thì mới nâng được cái đó à. Cái này là update item, chết tôi rồi. Cái này mới là update cái kỹ năng này à. Ủa sao nãy đọc qua cái này ta? Update item là update mấy cái này à? Úp sao? Úp sao? Chỉ có những cái item mà thuộc dạng hiếm thì mới nâng được thôi. Như cái này à? Trời ơi, chơi ngu, biết bao nhiêu tiền bạc của tôi, trả đây.
cung mình 5 lận bắn nhanh hơn cung nó nhiều. Đó, bắn chết cung nó rồi. Hai này thì nó đánh thằng tăng của mình với MKV này bút thoải mái luôn. Cung tôi nó bị ngu cái gì mà nó cứ chạy né né vậy ta. Nhận 2300 đâm. Tình trạng thiếu mana nè. Tôi cần truyền bá một số cái tư tưởng thật sự. Những cái đấu sĩ nặng được thì nói về cái quê nhà của cái thằng, cái này gọi là cái gì, cái nhà thờ của những cái người đã chết. Rồi ok, truyền bá tư tưởng độc hại cho chị luôn. Lúa mới đã về. Không, không cần, không cần. Trả lương chừng 54. Bây giờ qua đấu trường thứ hai. Từ từ đã. Dân tay mình có rồi. Thôi lên cái đồng trại đánh nhau như này. Cung level 8 mang một đống đồ. Ông khóc ơi, nó bắn mình nói dễ luôn á. 5 lần mình có 4 thằng à. Thấy không, thấy con cung mình nó phải lên máu chứ không thôi là nó bốc hơi rồi đó. Này thì bắn, này thì mày bắn hả? Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Mày bắn ai vậy? Vô đấu trường là phải đấm nhau. Em này lên cấp đây. Trận này thì dễ. Có bà level 6 này là hơi hắc ám tí nè. Ê da. Lên level 4, vui máu thôi. Phá 3.000 này. Kinh gì? Pháp sư này tạo ra một cái hố đen vũ trụ. Nó là dạng siêu AOE, sau đó gom những cái mà nhân vật khác vào cái bồn trung tâm này. Vậy là phải xếp quân thư ra. Cái này nó thả cái lời nguyền đánh dấu mục tiêu. Gây máu dưới 30% mỗi lần thì nó mới kích hoạt cái lời nguyền này. 5 quân lận mà mình mới chỉ có 4 quân thôi. Thằng này là dạng tăng cơ semi. Thực ra 4 quân là mình không có lỗ nhiều lắm đâu. Tại vì mình có thể dồn ép vô 4 lần này. Chứ không cần nhất thiết phải là 5 quân. Này nó châu phết nữa nha. Quá kỹ thuật. 4 cung á. Trời ơi, 4 cung là thôi rồi bạn ơi. Ba hit một em, 4 hit. Cung của mình nó cũng thuộc dạng châu lắm nên không có sợ mấy thằng này nó tấn công độc tử. Em này level 5 rồi nè. Đeo đại này vô đi biết gì đâu. Pháp sư 3 hay bà nội trợ. Đặt lính thưa ra. Bắn pháp sư á. Bắn làm gì. Ừ đúng rồi, bắn nó. Cùng mình level 6 rồi. 1, 2 Tamina đi. Tamina nó mới bắn được. Này level 5. Ui máu, con này là không có suy nghĩ. Ui máu đứng làm tới. Bắn chết pháp sư đi. Ừ đúng rồi, đó. Rồi còn lại hai này thì đơn giản, quá đơn giản luôn. Xong, trận ở farm này cũng rất là dễ. Đây là hồi 11.000 máu, thủ 5.000. Em này là best support luôn. HPS nó gần bằng cái con top DPS bên tôi luôn. Đạn đạo tấn công vào quân địch bể đóng băng á, thì kéo dài 3 giây nữa hả? Đạn đạo tấn công quân địch thì sẽ đóng băng. Cái quân địch không thể di chuyển trong 3 giây. Cái này là dành cho em cung luôn vậy.
À, cái này hình như nâng được. Nâng lên nó ra gì? Lên một giây đủ đạn nha, nó hết tiền nó rồi. Ôi. Warlock. Warlock này có thể triệu hồi Pháp sư băng. Thần thú sư hả? Không, tôi nghĩ là cái đội hình này đi tiếp đi. Mình bây giờ cần thêm mua một số lót nữa, thiếu đá. Đó, lên được 4 lót nữa. Hai tăng cơ thì cũng ngon. Lấy hai tăng cơ luôn. Hai tăng cơ á, mà mình chỉ có một DPS à, DPS mình mà bị sốc đam chết cái là ăn cám luôn đó nha, nên cũng rất là nguy hiểm. Nên sẽ cần thêm một thằng DPS thằng này. Rồi, tí dành tiền này nâng pháp sư lên lên sau. Đi chợ cái. Chẳng có méo gì luôn. Level 7. 5 điểm Agi, 3 điểm trí tuệ, 35 stamina. Cứ khoảng 15% đam cận chiến hả? Cho này được nè. 550 tiền. 6 trên. Rồi, tiếp thôi. Bây giờ đã phá được cái cửa đi vào cái ngôi đền cổ rồi, nên mình sẽ cần, nên cái bà nữ hoàng này sẽ cần mình trợ giúp một tay để đánh bại mấy này. 5 thằng hả? Thôi, đánh được, đánh được. Mình 5 với 6 hết trơn nè. Giá tiền nó có 3 lót. 3 lót thì như vậy đi. Em cung của mình trâu lắm nên khỏi lo. Lấy cái này. Cung của mình chắc là phải đổi cái skill á, đổi cái chiêu nó. Ấy, con lót nữa nè. Stamina hồi phục nhanh hơn 40%. Mười phần trăm sát thương của là đấu sĩ này nhận thì sẽ chuyển thành stamina cho một đấu sĩ khác. Mày có bộ được rồi nha. Cái này là triệu hồi à. Giết một quân địch hồi 25% máu. Có bộ được nha. 2% ta ghi cho mỗi quân địch mình giết. Em này DPS nhưng mà cái này nó cộng dồn đó. Nó cộng dồn không? Rồi, học cái hồi máu đi để cho nó sống dài hơn tí. Tiếp tục là cái chuyện thủ thế thôi, mấy anh nông dân bắt đầu phản kháng chống cự. Năm mươi bốn chấm sáu, cứ con này nó chạy xuống mình ta.
nó chạy xuống mình là mình mất đi 7-8 mà cái agi luôn á, do mất cái điểm này nè. Sao tao ra mày, đi ra. Cung của mình nó bắn đúng đã luôn á. Cảm ơn ngài rất nhiều, hư chúa tể của tôi. Không có đá hả trời, kệ nó gỗ cũng được. Mình cần phải xây gấp cái nhà này. 45 đá, 45 đá nặng tiền lắm, nhưng mà thiếu một lót như thế này thì cũng mệt nữa. Trời ơi, 17 tiền hay da. Có cái nhà này rồi, không có tiền thuê đấu sĩ. Hết tiền anh ơi. Cái này ngon quá vậy. Ngày đấu 2. Bắn chết khùng đó, bắn khùng đó. Ừ đúng rồi. Đó, bắn khùng nó bị đóng băng cái nào đâu né đạn được. Còn này thì nó đánh đến Tết không chết đường tăng cơ mình đó. Gãi hả? Bạn gãi hả? Level 3 240 tiền. Cái này cũng không ngon cho mấy. Vì sao số lượng nó đông lên là cái này nó tự bóp nè. Ủa, xóa luôn được gì đó hả? Ngon. Xóa luôn con rùa này. Con rùa này thì mình cái này nuôi lâu dài nên cho cái kiểu đó trong hội đây. Kiểu này thì cũng được rồi. Rồi tiếp thôi. Lại tiếp tục cái chuyện thu thế này nữa. Cái lữ đoàn khác đã vừa đến trang trại này nên giúp đỡ những cái người nông dân này, mình sẽ bêm nó luôn không? 142 tiền có thuê được không ai không trời, không được ai hết. Vậy thôi, chơi luôn. Bệnh gì cứ. Tiếng lót chấp luôn một lót nữa. Chết rồi, nó không bắn mấy thằng nhỏ rồi sao? Ông nội cung đừng có lao lên ông ơi, gì ông lùi về kìa, đừng con cái. Ông AD đó ông ơi, gì cung này bị ngu à. Một tư nữa. Bắt đầu hết mana rồi. Thằng này bắt đầu thiếu mana rồi, nên phải lên cho nó. Bắt đầu tình trạng thiếu mana hơi bị nhiều rồi đó. Đá, 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 đá. Đá như gỗ luôn, cái nào cũng cần nha. Này đi luôn rồi đó hả? Máu gần 3.000 được rồi. Pháp sư này 2.4 level 3. Để ông pháp sư cầm đỡ cái cây chày này đi. Rồi đội hình là 5 quân của mình được rồi. Chết rồi, thằng này nó mới đánh lại, đánh lại xạ thủ này. À, có phản đam, phản đam vô cũng được. Không có đam luôn.
Thôi thôi rồi, thôi rồi. À nó hết mana rồi, mình cũng hết mana rồi, có làm gì được nó đâu. Đúng xui luôn. Win không ta? Nó đánh đến mùa quýt luôn à. Win kìa. Đó, anh em thấy chưa? Tôi tính hết rồi. Đó là đúng như tính toán, chứ không phải ăn may ăn hên gì đấy chứ. Cái gì muốn mua nhưng không có tiền. Một đống VS1, một vài VS1. 22 đi. Này thì em cũng bắn thoải mái nhẹ nhàng luôn. Thanh niên này tăng đứng trước nữa là xong. Bắn cung nó trước. Bắn cái cung nó đóng băng rồi nã tới. Xong. Quá nhẹ nhàng, đơn giản, gọn lẹ. Cho nó tí đam đi. Thôi, đam khỉ gì, khỏi đam. Chơi cái mặt ra là làm thân cơ được rồi. Hai thằng level 8. Nó đợi thằng này nó hồi sinh lại mới được. Hồi sinh lại rồi đó. Thì một đống VS1 thôi. 29 máu 5k. Bị điên à. Một bình nó tỉa hết game mình luôn á. Gán đập nó ngã xuống. Mà chờ nó chưa. Mình nó bắn chuột lủi vô tay mình. Chết sập tới trên rồi sao mà đánh cái đấu trường này được. Sao giờ trời. Mình đấu đại đi, đấu thì mình cho nó hồi sinh. Đấu bên này cái đã. Mấy nông dân nó lại bắt đầu thu thế nữa. Nó mượn cái bên thị trấn sắt những cái binh lính này về đấu với mình. 6 được hả? Mình có 5 thôi. Bắn này nè. Bắn tiếp này nè. Đúng rồi đó. Win rồi. Cái kiểu gì nó nổ bùm bùm vậy? Pháp sư của mình là đúng rồi. Anh pháp sư DPS cũng khá quá nha. Mới level 3 mà đam cũng gần bằng mấy ngày luôn rồi. Không có đồ nữa chứ. Ảnh còn cầm cái ghiều chiến nữa đó. Đây đây 11 một tinh thể đây. Rồi nói chuyện sau nhé. Anh pháp sư này tính quá. Tốn mana dữ lắm anh em ơi. Pháp sư này giống phải lên máu với mana song song với nhau mới được. 14 trí tuệ 285 đồng. Không có tiền. Hey, young. Mình đi hỗ trợ dân làng cái nữa. 4 mà. Pháp sư đi bớt cao hơn cung luôn này kìa. Dạ. Yeah. Good work. He will one day thank us all. Cần đá và gỗ luôn. Không được chọn một à. Lên 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 lên. Hai tinh thạch một tờ giấy thôi, thoải mái vô tư.
có lốt mới luôn. Em này lấy cái điểm này được nè. Tốn mà đầu tốn dữ vậy ta. Điểm này ngon vậy. Không có, chỉ có con này mới có cái điểm này thôi nè. Con này làm gì có chặn đam đâu mà đam với bọn gì không biết nữa. Mình còn có 6 giấy là tiết kiệm thôi. 22 22 2 1 2 1 1 kệ được rồi. Rồi đi đúng trường thôi. Mua được ai nữa không? Mua thì mình cần thêm là một cho bé nó đi. Để tạm vô đội hình thôi. Đồ đạc thì hết mua được rồi, nghèo rồi. Đắp nhau rồi. Bốn đấu bốn, ai da hai con level 6. Tem này thì nó thiếu tăng nhưng mà con này nó boost rất là kinh. Đúng rồi đó. Bắn chết hai đứa này là xong cái vàng không cần á. Còn ai nữa bà bút. Thôi mấy này thì mũi, mấy con mũi toàn mấy thằng cục súc không thì thả dậy cái kêu ao e là chết sập chưa đó. Dạng này châu chó nha. Châu chó thì mình có cũng vậy thôi. Anh pháp sư này anh thả bài kêu là chết sạch chứ. Nó trông như thế này nó đâu có đâm đâu mà lo. DPS thằng này nó cao quá chứ. Năm mươi luôn nè. Kinh gì? Rồi lại một vàng tăng thôi. Làm gì có đâm. Đơn giản phết 4 trên 7 rồi. Bây giờ cung level 10 pháp sư level 6 phải lên máu mới được, không lên máu là bốc hơi luôn. Tăng để dưới, pháp sư để dưới, cung để trên, cung cố gắng là thịt thằng này liền luôn. Này để thấp thấp xuống một MKP ở dưới nữa, giết cung nó, giết cung nó rồi. Win là win này. Đơn giản. Game dễ. 12. Không, thằng này 12 cũng sợ, sợ mấy con thú nè. Mấy con thú này lao vô nó cắn mình kinh lắm. Nhưng mà mình có 2 KP thì đâu có sợ. Ê, ê, ê. Hên, mém nữa nó cắn chết anh pháp sư rồi, nhờ 2 KP boost đó. Thằng này nguy hiểm, thằng này nó phóng lao kinh lắm. Đây nè. Nên đặt cung ở đây bắn thẳng vào chết nó luôn.
kéo hai tăng hai bên nó ra, em một sư ở giữa rồi đóng băng nó giết nó trước đó, giết pháp sư rồi xong, còn hai này là đông tép thôi. Trời ơi game nó dễ quá, là dễ luôn á, móc cua ủa móc câu chứ. Cái mỏ neo này thì tăng 40% trên nhưng mất đi 50% tốc độ di chuyển. Cái mỏ neo này hợp cho cái thằng nãy á, cái thằng mà phi tiễn hồi nãy á, nó gần như là không nhúc nhích luôn. Bây giờ mình đã mở được assassin bọc hậu ngày sau này, là support boost hả, boost vừa hồi stamina cũng không ngon cho mấy. Thằng này bằng gì đây, cầm chì, chiến binh cầm chì tấn công nó sẽ nóc cái quân địch luôn. Mình tay cho thằng này được nè, vua lóc là chuyên gia chiêu hồi hả, chiêu hồi nãy giờ tôi thấy cũng có khá nhiều khiêu, nó cũng ngon á, nhưng mà mình không có giấy để lên được cái này. Có tiền rồi, có tiền rồi. Anh pháp sư này đã lên đời. Một vài đấu với một. 32. Nó cũng không có nhiều đam chứ. Cùng nó bắn cháy đít luôn. Cùng lên hết à. Pháp sư bậc 5 có cái skill gì đây? Giết một quân địch thì 2% thôi. Mọi người thì rất thích cái sự hỗ trợ của bạn nên muốn gia nhập vào hội. Mấy bạn nông dân đấy hả? Sao nhìn phèn dữ vậy? Thôi mấy chị về làm nông dùm cái đó đi. Từ chối hết. Có một cái nhóm cướp tìm đến và muốn tham gia vào cái bộ lớp sĩ của mình. Đây 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 đây. Con này đơn thuần là tăng thôi. 29 908. Thằng này cũng được nè, lấy thằng thôi. Thằng này tôi sẽ cho nó lên là semi tăng luôn. Semi tăng cơ luôn. Tức là nó đứng ở ngay đó gần như là một bước tường thành luôn á. Đi chợ mua cho nó một miếng đồ nữa. Rồi còn 47 đồng. Phá sản. Có tiền cái nào tiêu như nước vậy trời. Có thằng cho nữa,
Có một con troll đã chặn ở cây cầu vài ngày qua. Ai đi ngang thì cũng phải đưa tiền cho nó cả. Đẫm nó. Lũ đạn level 32. Con troll này nó có cái skill đập ngã nè. Đó, nó dậm xuống đất rồi nó đập ngã. Nên mình cần phải có cái bùa này cho thằng tăng cơ. Đội hình này chỉ có 4 thôi. Hay là lấy cái con quyền gỗ này ta. Quyền gỗ này đam oe nhưng mà cái skill này của nó rất là mạnh nè. Dưới 35% máu là chết luôn á. Nhưng mà tôi không biết là để vô thì có chịu nổi không. Vàng tăng mình nó yếu lắm. Nên thôi. Không không đánh được đánh được. Quá đơn giản luôn. Chết nọt của mình này. Cũng may là tăng nó cứng. Tăng nó cứng như máy điện vậy. Tọt mình là đánh cũng rất là máu chiến đó nha. Em này bắt đầu thiếu nữa là Amina nè. Cung cũng thiếu luôn nữa. Ây à. Cầm gỗ. Lấy mặt nạ đi. Lấy được 2 món luôn. 3 món luôn hả? Tốt bụng gì vậy? Ủa, cái mặt nạ đâu vậy? Ôi, chọn lộn phần thưởng rồi. Sao mày đi giết con troll của tao? Tao để nó đi thu thế qua cầu, bây giờ không có ai hết. Là vì cái trạm BOT đó thì sao mà sửa chữa đường đi được. Rồi, đập lộn cái nhân viên BOT của bà này rồi. Nó làm việc cho bà. Đó, cây cầu cần phải có phí sửa chữa để những ai qua lại đó. Rồi, không biết. Rồi. Rồi, chúng tôi sẽ tìm con troll khác cho bà thôi. Anh ấy cũng không được thân thiện cho lắm. Bây giờ thằng ngọt này nó bay màu rồi. ID 12, quất liền. Sáu sợi chen thì này đi, cái này lâu lâu mua cho con kia, lâu lâu dần tăng cơ nó cầm được một một thôi. Coi con mũi nhìn nhỏ đi cũng được luôn, bắn gái đóng băng 4 giây rồi. Trời ơi, tội nghiệp bé, mới mua một cái nó cho một cái nữa, khốn nạn không. Thêm tăng cơ nữa thì cũng khá là ngon, nhưng mà cái kiểu này nó lợi quá là cùi đi. Mục sư level 4 nè, 350. Đỡ phải nuôi mục sư này. A gaggle of immigrants. Một nhóm nhóm nông dân mà nhập cư đang âm mưu truyền bá cái tôn giáo của họ. Ở mà nơi của họ sống thì họ tin tưởng vào cái vị thần ánh sáng. Bây giờ muốn xây thêm một cái phái ở khu rừng này. Tôi sẽ không giết những người dân nữa. Tại sao họ gọi nó là thần ánh sáng? Cái vị thần ánh sáng đó thì không thể sinh sống được ở cái rừng đất chết này. Đây là nơi thuộc về những cái mà mình dùng đất chết chóc này. Rồi, quất luôn. Không có bệnh gì cử hết. Truyền bá tư tưởng độc hại á. Thằng ánh sáng là con bé này đó à. 500 đam cho mục tiêu ngoài sao luôn. Giờ thiêu đốt 200 đam trong 5 giây. Con mẹ nó ơi. Nó quất một phát là 1.500 đam mà. Một giây nó quất một lần 1.500 đam. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Thằng này còn nằm viện nữa chứ. Bắn 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 cái con đó liền mới được. Chết rồi chết rồi. Hình của cà ve nó bút đó. Con cà ve nó không bút đỡ 1.000 đam cho mình phọc máu luôn rồi. Tám trí tuệ mà 100 stamina cũng được. Gỗ hay là đá? Đá đi.
Chó mù, con này chưa có sống gì hả? Một với một đống đi. Cùng tỉa hết. Chết tôi rồi. Đừng để nó lại gần, đừng có để nó lại gần. Bắn một phát thôi, bắn được một phát thôi. Nó hết stamina rồi. Bắn một phát ở đóng băng là nó chết à. Cái khỉ gì vậy? Bà nó con game anh em nhìn kìa, nó chơi đuổi bắt với nhau như mèo vần chuột chứ. Tôi uống cà phê đây. Bà nó, lũ đạn nhà nó, đậu sánh nó. Quan mạng vãi thiệt. Mất 20% máu tối đa, không được, không ổn. Ui, cái tay N9 học trong này nè. Cay nha. 1-1 đi, 1-1 dễ chơi. Này cầm kiên, level 10. Anh nọt ra vả đầu nó cưng. Đập nó té xuống rồi chém, đó đúng rồi đó. Mấy thằng cầm kiên để con ngọt này, nó có cái chiêu đập ngã khá là hữu dụng, nên không có sợ. Thằng này là chuyên gia phá cái tiếng tiền đạo của đối phương luôn. Gì đây? Có một nhóm cướp đang chờ đợi ở cây cầu của mình. Quất nó. Mấy thằng cướp này máu liều hả? Thịt hai thằng trên này trước. Ở dưới này phá cái hàng tăng đâm thẳng vô luôn. Thật sự cái nổ cũng nào cũng ấy đúng thốn luôn. Đó khiếp. Excellent. Tuyệt vời, cây cầu đã trở nên an toàn hơn rồi. Lấy đá đây, nó cho chọn cái món tiết kiệm chùm so. My lord, what? Chú tể của tôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người mà bạn đã đánh trên đường thì thật là khủng khiếp luôn. Đó là những người thu dọn hàng hóa cho mình. Trời ơi, mấy thằng cướp nãy. Bây giờ thì có mấy cái thằng khác nó mò lại nữa nè. Đấm nó luôn ta. Đấm luôn đi. Game này thì bệnh gì mà cử. Thằng này chuyên gia boost hả? Boost thì méo lo cho lắm. 3-4 thằng cung. Hai anh tăng phá hàng tiền đạo 4 thằng cung. Một pháp sư. Một thanh niên trọt trọt ở đây. Rồi ok. Quần lưới nó. Khổng lao nó. Khổng lao nó hồi máu. Khổng lao nó nữa. Chết. Ý da. Mấy cung nó kinh vãi ra. Bắn một phát 1000 đâm. Thôi ơi, chạy ơi chạy thôi. Ẩu tả quá. Thằng nhỏ nó bắn đúng kinh luôn. Tôi phải kiếm nỏ nó về thay cái anh cung của mình mới được. Toàn bộ nó lên viện hết rồi. Còn ai sống ở đâu? Bỏ đi, không ai sống hết. Từ từ. Thôi, ok, giờ đấm nhau được rồi đó. Con gì đây? À, cái con này là cái con cầm chì nè. Không, tôi phái thằng cầm nỏ nãy à. Nó thay thế em DPS này của mình được á. Bây giờ đi chợ thôi, không có tiền quên nữa. My lord, what have you done?
chưa chưa, tí nữa tao sẽ đánh mày. Chúng ta tìm thấy một cái phù thủy hả? Level 8 gì, méo gì trời. Thôi thôi. Mấy biết phải phù thủy thiệt hay không nhưng mà cứ đấm nhau đi. Trong đây có vẻ như là một sự nhầm lẫn thiệt, tôi nghi ngờ nhiều điều đó. Hai chục sợi chen, ê ê ê ê, hai chục ai ghi. Hai chục sợi chen. Chính xác chầm chầm nè, bắn đỏ hụt hơn đó. Bây giờ đóng được nó, thôi đi cái này trước đi. Cây già 47 hả? Nó dãy dữ rồi kìa. Hơn là nhờ có con này nó giết dưới 30% luôn á. Trả thù, trả thù. Tamina không thể bị gục ngã. Ta sẽ trả thù nha ngươi. Mấy quỷ cung này kinh quá à. Rồi đó, dọn cái hàng tiền đạo nó trước. Đó. Chết mất mấy mạng nhưng mà đỡ hơn nãy nhiều. Cung mình được bắn tự do thoải mái rồi, ok. Công lý đã được đem lại thực thi. Này à, đá. Lấy đá đi. Cái này là lính của cái bà này đó. Lấy 30% máu tối đa luôn. Thằng này là coi như là bức tường sống luôn đó. Ngồi thôi chứ không có nhích nữa. Coi như ngồi một chỗ mà phi lao luôn rồi đó. Thôi mấy con tôm thép này thì rồi có 4 lót à. Này máu 3.500. Này máu 5.600. Mấy ngọt này đi, cho ngọt này nó chặt như mấy nó như chặt thịt luôn. Cung của mình cũng cứng lắm nên không có sợ cho người chết. Đó. Cung luôn cũng đăng một đống điểm vô máu rồi mà. Có gỗ, có đá, có ngọc hồi. Áo tròn này không ngon. Thằng máu với sợi trên là hợp trong này nè. Cái dao level 10 gì? Thằng này có rồi nên không ai cần ở đâu. Có thì con ngọt này có thể sẽ cần. Cái dao này 390 hả? Trời giờ con level 1 đó. Ý, tôi dạy gì đây? 5 Agi với Stamina. Cho con cung này cũng được. Cung này còn cái dao 6. Lấy về trước đi.
Nó lại bán giày. I've heard rumors about... Bây giờ có một số người nông dân đang ẩn náu vô người đền á, mình bán rẻ mấy người nông dân này luôn, đổi lấy bà này. Mình đang khá là thân thiện với nông dân rồi. Thôi, theo bà này đi. Trong cái thời loạn lạc như thế này, nông dân người ta chỉ muốn sống chứ không ai muốn quyền cao chức trọng đâu. Trừ 30 điểm này đổi qua 30 điểm bà này. Một với một bài đi. Đang ở đấu mù, đấu mù lạng quạng chết hết. Cũng thôi. Ai bắn nhanh người đó thắng. Được rồi. Nó bắn tam sao tuyển. Đơn giản. Ready to make good on your promise. Bây giờ thực hiện cái lời hứa là bắt lại con John cho bà này. Nổi không trời. Đấu sĩ đang giảm giá kìa. Mà mấy thằng này thì mình không cần cho mấy. Vật phẩm thì cũng chưa giảm giá nhiều nữa. Vậy mình có rồi. Ủa sao ngọt này mất món đồ vậy? Rồi đấm John cho bả luôn. Khoảng 1500 đam. Giống hệt cái thằng này đang đội thôi, có khác méo gì đâu. Đánh lại cho anh 40 rồi. Rồi dương sức cho nỉu xìu rồi. 30 máu là thằng này nó giết luôn rồi. Nào. DPS của ngọt này hơi bị kinh nha. Kinh hơn cả AD Kagi của mình luôn á. Lấy gỗ lấy tiền. Pháp sư biết nào mới lên 10 luôn trời. Rồi giờ pháp sư 6 gì nữa không biết nữa. Bốn đấu bốn không sao, mình mạnh hơn nó rất nhiều. Này nó bổ như bổ củi luôn. Nâng nâng cái cui lên. Cung thủ mình mát rồi. Con ọt này chắc cho nó lên luôn. Mục sư này cũng lên luôn. Có một nhóm băng cướp nữa. Thằng này màu tím là sao ta? Màu tím là nó có 2 kill á. Mỗi lần gây đam thì có 30% cơ hội gây hơn 100% đam. Kinh dị. Chọn cái này nó đâu mất gì đâu phải không? À cũng mất. Đánh 4 này thì đơn giản quá rồi. Hai cầm thiên ngoài trước. Mình này nó vả hai tăng cơ như con nhé. BBS cao kiếp luôn kìa. Cái gì có kho báo gì đó hả? Không có kho báo nào cả, chỉ có tiền trong đó thôi. Không thấy kho báo gì à? Ừ, không có gì hết. À, về cái chuyện kho báo của băng cướp thì sao? Đây nè. Đó. Hãy mua cho mình một đấu sĩ đẹp đẹp hay bất cứ cái gì mà anh thích. Cái đéo gì thế Len? Cái nữ bá tước ba Godhead đã hỏi về cái điều đó, chúng ta đã chọn nó à? Nặng lẽ mà thấy nó thôi, bà thôi, ta không có phát hiện ra đâu. Có 1000 tiền à? Bằng mẹ gia sản của mình luôn rồi. Thôi thôi thôi, trả bà đi. Chắc không? Chúng ta sẽ mất tiền và ngoài ra còn bị nữa. Rồi. Bỏ tay. Cái thằng xà lem này nó là nhảy vãi. Coi mua được gì không?
cái áo này khá là phèn, nhưng mà còn đỡ hơn cái kiếm này. Đã có pháo cho bản cái đó. Trợ lý của tôi đã chọn cái mà kho báu của Bangkok. Chúng tôi đã tìm thấy kho báu của Bangkok. Ờ đúng rồi. Đó trả thôi. 6 thằng. Cái gì đây? À thằng này dạng Melit tăng thôi, nhưng mà mấy thằng này đam khá là kinh nè. Thằng tăng hồi trước. Thằng này đã xử hết được. Này thì tăng với chúng tôi này, anh pháp sư anh nổ hai cái thì chết sạch bầy chó tới người luôn. Ọt hai con ọt, ba con ọt, 12. Ôi vãi đấy. Không, anh pháp sư anh nổ sẽ chết nguyên một bầy ọt luôn này. Anh pháp sư anh bùm cái là xong. Dàn tăng này thì chắc cũng không lo đâu, lo mấy con cung ngoài sau nè. Chắc không cần pháp sư đâu. Tăng này level 4 à. Chung bắn cung á, đúng rồi đó. Chết này không vậy? Không không, còn nguyên à. Điều 1.6. Đúng khổ luôn. Rồi mấy này bút thôi thì bút thì anh nọt anh vả như con hết rồi. Thật sự anh nổ vài cái nữa là xong. Đó. Một vàng nông dân, ba bà ném dao. Ném dao thì đưa anh viên này vô. Thôi không cần thanh niên này nữa đâu, không cần bé mục sư nữa đâu. Mấy bà này yếu xìu à. Chấp luôn thanh niên này ngoài đó. Ba con ngọt. Rồi mấy thằng vàng không cần cùi bắp không à. Chưa giữ cho anh bốc hơi nguyên cái vàng ngoài sau rồi. Thằng phi lao này bắt đầu cũng có đam rồi đó. Ngoài ra nó hạ địch đó, thì nó còn hồi máu nữa nè. Ba bà ba ọt cũng không lo mấy. Nhưng mà ba đều tạm đi hết đồ bạn ơi. Ọt này nó bả hết. Sáu thằng được rồi. Cái gì? Ôi vãi. Hình như chết con ngọt của tôi rồi. Dạ dạ. Đi bớt thì anh niên pháp sư vẫn quá là bá đi. Thằng này giống thằng Vega trong LOL á. Cung thủ thì Ace, Chaser, Chaser gì đó quên rồi ta. Trong Dota 2 nó là con Ace bên LOL luôn. Em này là con gì Sugaka đi tốt. Ném chuối. Anh Ngọt đã ra đi rồi, hồi sinh ảnh lại, ảnh rất là mạnh luôn. Ảnh còn khoảng 2 lót đồ. Đánh cận chiến thì khiến quân địch đóng băng, bây giờ mình có thể mở em mới, em vui nữa. Em này support healer luôn. Vui, vui ngon. Bây giờ tập trung nâng cái này lên bật nữa. 80 đá, 20 cuộn giấy. Cuộn giấy mình ít quá. Cuộn giấy trong đây có bán không? Không, cuộn giấy là mình phải kiếm thôi. Đồ đạc thì cũng không có gì mới cả. Gì đây? 50% đam thì cũng nhận thêm 50% đam. 8 trên 8 agi.
nhưng mà nó cấp 8 à, cùi lắm. Không, không nào ngon cả. Đây đây là đây, hai em luôn, ba em luôn, 480, 720, 400, 450. Ủa sao con này Agi nó cao như vậy? Chỉ số 9 nó là theo gần mà Agi nó 35. À lấy bé này ngon hơn á, lấy về mình tẩy cái điểm này cho nó học. Bảy điểm trí tuệ nè, 4 điểm trí tuệ nữa nè, 8 điểm trí tuệ nè. Bây giờ tiền mình khá là nhiều rồi. Summon hả? Summon là mình không có. Không chấm sáu mỗi giây sau khi dẫn chiến bắt đầu, tối đa 70% điểm trí tuệ. Nhưng mà tính qua quái thú không à? Chắc tin một phép bút cho thông minh sẽ hồi cái lượng máu ngang với level đó luôn. Hồi Tamina đi, không cần hồi máu đâu. Hồi máu, hồi Tamina. Chiêu đó thì em này học được cũng ngon phết đó chứ. Ba sách trời ơi. Thôi lỗi rồi. Em này boost 3 giây, 6 giây, 1.7 giây, 5.8 giây, 1 giây, 2 giây. Ủa cái summon gì cái rễ cây nữa. Không, không tính. Tính ra thì em này boost nhanh liên tục hơn. Boost nhanh hơn á thì mình xài cái này ngon. Còn boost từ từ như em này á thì cắt vài cái hết mẹ mana rồi. Rồi, được rồi. Hôm nay chắc chơi đến đây thôi. Thì tôi sẽ tiếp tục cái phần 2 con game này, rồi sau đó cố gắng phá đảo nó luôn. Rồi, hiện tại thì dừng ở đây đi. Chúng ta mới đi được là một điểm nè, thân mộ nè, thánh địa nè. Cái thứ hai là cái đền thờ nè. Cái thứ ba là ở cái thứ hai là cái nông trại, thánh địa, nông trại, đền thờ, cây cầu. Chuẩn bị vô cái tòa tháp sắt này. Rồi, game này cũng khá thú vị nha. Tôi sẽ cố gắng chơi nó hết. Hôm nay dừng ở đây một ca thôi. Rồi, ok, bye bye anh em.